Ôi đông đủ như thế này mà vắng mặt một người. Cậu tâm ơi, chắc là mình ơi, đã gần 20 năm qua bổn phận giờ hiền. Mình đối với tôi rất là trọn vẹn, trong khi đó tôi đối với mình quá hờn lạnh lùng, nhất là lúc thằng Tâm nó nhập dựng biết đi. Mình ôi nâng niu vuốt ve tôi lại liên tưởng đến một nơi xa xăm nào đó, có một người đàn bà đang âm thầm đau khổ. Mình ơi, nỗi khổ đau kia chính tôi là người gây nên. Tôi đã quên lời hẹn ước mà dâm phụ một mối tình. Kết quả của những ngày yêu thương nồng ấm, khi tôi trở lại quê nhà thì nàng ta mang thai. Tránh cho miếng đời khỏi tay tiếng mỉa mai, nàng phải bỏ nhà trốn đi để chờ ngày sanh nở. Mưa đông dài dầu thân ghế bơ vơ, đôi lần giữa chờ đợi biết bao điều cay. Oh,
thêm buồn thêm tủi. Má ơi má vẫn là má của con với tất cả lòng kính trọng. Má đã chăm sóc rất nhiều tầng ẩn con đã được cảm thông. Chỉ con xin ba hãy an tâm mà tin dưỡng tinh thần rồi con xin phép má đây cho con đi tìm mẹ đây. Con lo về mà cũng dưỡng sống. Cô ơi, cô làm ơn cho tôi hỏi thăm chút xíu cô ơi. Dạ, anh hỏi gì anh ơi? Dạ, từ ở Mỹ Anh mà đường nào mình về là Mỹ Tho vậy em? Dạ, em không biết ạ. Không biết luôn hả? Sao? Bởi vì hai cái Mỹ nó gần nhau quá mà hết. Nghe nè. Nghe. Mà không hỏi chủ may là nhờ bà con ở đây ta điềm chỉ cho nên anh mới nhìn kỹ coi. Có phải em không? Sao anh nhìn kỹ coi? Trời đất ơi, có đồng tiền nhìn giống Ngọc Quyền hết trời lắm. Có đôi mắt nhung thâm thấp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dung si. Bà Dương đang hứng nghe. Giờ tan mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Em ơi, chỉ hạnh năm trước tương tờ như thế gian gì bình thường. Anh ơi, anh ở trong tiền hay trong hậu vậy? Anh tôi ở Sài Gòn. Dạ xin lỗi anh thứ mấy? Dạ tôi thứ ba còn con. Dạ em thứ sáu. Vậy chứ anh ba khen của em thiệt đó. Lòng ngày dần kỳ thành bất kiến kỳ hình. Đây gặp cô Sáu là tôi mê liền vậy đó. Ủa, anh mê ai? Mê đàn bà hay con gái? Tôi mê rất mê người, mê luôn người già giống họ mái dài của ai? Của ai? Của bà má bay. Anh ba ơi. Dạ. Nói anh ba đừng có giận nghe. Sao? Con gái Mỹ Hạnh tôi em á. Anh ba ơi. Anh ba. Anh ba ơi. Con gái là em thì bà nhớ đến. Anh ba nhiều làm gì thêm quán cho em buồn. Sao? Nói chơi có chút xíu mà sao em giận em. Thăm canh lưng vụ cây lúa trồng đậu trồng gà không tốt hay không vậy mà vậy thì anh nghe nói nè nghe nói là nghe hoa mai nở khắp đầy sân và mơ ruộng lúa hoa màu mọc mầm hạnh phúc mọc quê em hai trời đôi đất cho trọn niềm ước mơ. Cô Sáu. Dạ. Cô Sáu biết tôi ước mơ gì không? Cô Sáu ước mơ tôi cũng ước mơ dữ lắm. Anh ước mơ gì vậy anh ba? Tôi ước mơ sau này con đồng đậu tôi cũng trồng xuống lũa cho con ăn nha ba. Ba này. Miền đất dài đường ngày sông. Cô má hồng mà lòng kéo sông. Gió đưa gió đây bập bờ lên. Anh ba ơi. Gì vậy em? Anh đừng có khen em quá. Mà má em bá rầy bá quở. Ủa anh khen chứ đâu có chê đâu mà quở. Gặp anh ba đi giữa đường giữa ngõ. Anh hỏi em mà không trả lời. Sợ anh bảo con nhỏ này nè, nó hay làm lẹ. Không có, anh thấy em dễ thương. Chứ anh ba ơi.
gì vậy em? Chứ còn đứng đây nói chuyện với anh ba cho hết tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Sao tính vậy, hình như nó không gọn lên. Cô sao? Ủa chứ giờ anh muốn sao? Lẽ em đứng đây nói chuyện nhanh hết cái buổi sáng này hay sao mà. Bây giờ cô Sáu mới gặp nhau đúng không? Cho tôi ở lại đây tưới đậu phụ cô cho nó ướt ướt rồi tôi về thì được không cô Sáu? Trời đất ơi, anh ba. Gì vậy cô Sáu? Giữa đồng giữa ruộng trời nó nắng chang chang không có ai trên cái trời mà Sáu bỏ anh đây mình buồn lắm Sáu ơi. Anh hỏi em vài câu á thì nó cũng không có làm lâu đâu chú, mà hỏi cái chuyện tăng gia sản xuất thì một lúc nó cũng xong mà phải không em cô Sáu? Ý vậy đâu có được anh ba, chuyện em làm em hiểu á, đứng đây nói chuyện với anh ba hoài cà đầu dưới em hết anh ba ơi. Rồi bà Lời